Ở cái bước tiếp theo là mình sẽ đi vào cái phần viết HTML. Đó. Thì trong cái này thì nó sẽ bao gồm là một cái thẻ div bọc ngoài tất cả. Chấm là nội dung. Trong nội dung này sẽ chứa toàn bộ luôn. Thứ nhất là cái thẻ H1 chấm tiêu đề. Đánh chữ là chữ hiệu ứng áp dụng accordion accordion cộng với cả scroll top. Thì mình sẽ có một cái thẻ H1 đây. Rồi. Tiếp theo mình sẽ select nó thành cái chữ này. Đã có đường with degree bằng cách là kiểm tra phần tử luôn. Đó. Mình hướng dẫn các bạn dùng Google Phone luôn nhé. Kích vào đây. Cái file bài 3.js của mình đúng nhỉ? Bài 3.css. Link thì đúng chưa? Sai rồi. CSS gạch. Đấy, link sai rồi. Refresh lại nào. Đó, có rồi. Sao đây rồi. Thế ở đây mình sẽ sử dụng cái cộng phong family Josephine gì đấy. Mình không nhớ tên. Nói chung là mình không nhớ cho nên là mình sẽ copy từ đây cho nhanh. Đấy, copy là bộ này. Cái này là của Google Phong. Nó yêu cầu là mình viết đúng như này thì sẽ load được cái phong đấy. Đấy, mình load được cái phong này rồi. Mình muốn load cái phong thin, tức là mình để trong phong weight là 100. 100. Ở đây phông này nó không hỗ trợ tiếng Việt. Cho nên cái tự này nó hơi bị lỗi tí. Thế mình sẽ viết tiếng Việt không dấu nhé. Rồi xếp lại nhé. Để xếp lại thì mình kích vào bài 3.css này. Mình copy. À, làm nốt là take a line center đã nhỉ. Margin chút xíu trên dưới 10, trái phải 0. Cho đẹp đẹp tí. Không sai tí. 33 pixel nhỉ. Rồi xếp lại thôi, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl B. Như vậy là mình đã lưu lại được cái phong này rồi. Mình sẽ viết tiếng Việt không dấu nhá. Hiệu ứng, áp dụng. Đấy, nhìn cho nó mảnh mai. Tiếp nhá, ở dưới nó có là chữ about. Rồi, sau đó ở dưới nó có một nội dung. Chữ bao này ở dưới nó có một cái viền này. Như vậy là ở đây những cái khối này là giống nhau hết. Cho nên là mình sẽ làm một khối trong copy paste. Mình đặt tên nó là chấm một khối. Bạn chú ý nếu mà viết như này nó không hiểu đâu nhá. Tên của class không được bắt đầu bằng số. Cho nên bạn bắt buộc phải nếu mà viết như này viết là ship trừ. Đấy, một khối. Tap một cái. Thì bây giờ mình sẽ có một cái div. Ở trong div này sẽ có một thẻ là thẻ H2. Mình đặt tên nó là chấm tiêu đề khối. Trong tiêu đề khối thì nó có một cái tên, ví dụ như là about nhỉ. Và nó có một cái ảnh img src bằng image gạch down chấm png. Đấy, mình view thử nhé. Đây nó có cái ảnh như này. Cái div ở bên dưới cái tiêu đề khối ấy, nó là nội dung khối ND khối đi. Nội dung khối nó chỉ là một cái div thôi. Trong này nó có nội dung. Thì mình sẽ paste tạm nội dung bất kỳ vào đây. Lorem ipsum ipsum bacon. Ví dụ thế. Mình kích vào đây nó sẽ có một cái khối text bất kỳ. Đấy, mình sẽ copy một khối text. Hai khối xung xanh nhỉ? Ba khối đi. Càng xung xanh. Không biết rồi. Trong này nó có vài cái ảnh. Trong cái phần bài
phần 1 thì nó có vài cái ảnh được sắp xếp ở bên cạnh, thì mình sẽ cũng làm vài cái ảnh, chấm vài cái ảnh nha. Trong này có img. Cái ảnh này khi mà kích vào ấy, nó sẽ loát ra. Cái hiệu ứng đúng không? Thì như vậy là mình phải có một thẻ A. Và cái ảnh sẽ là img image gạch 1.jpg. Đấy rồi, mình có lượng đen. Vài cái href bằng 1.jpg luôn, tức là cái link ảnh dẫn đến cái ảnh này luôn. Còn cái ảnh này mình để class nó là ảnh nhỏ. Đấy, thì kích vào cái này nó sẽ ra đến cái ảnh. Tí nữa mình sẽ làm hiệu ứng jQuery là kích vào không phải là nó ra cái ảnh như thế này, mà nó sổ ra cái ảnh như thế này cơ, chứ không phải là nó mở ra một cái ảnh mới như thế kia. Thì ví dụ như mở đây open new tab thì nó như này, mở ra ảnh mới như này. Nhưng ở đây mình không muốn làm như vậy, mình muốn là kích vào nó sổ ra. Tí nữa mình viết jQuery mình sẽ viết cái hiệu ứng đấy. Hiệu ứng này gọi là fancy box. Ở đây mình sẽ nhân đôi này lên làm 3 cái. Ctrl Shift D. 2 3 2 3. Như vậy khi mà view ra nó ra được 3 cái. Làng quê Việt Nam. Sau đó là mình nhân cái này lên làm 2 khối để comment cho dễ nhá. Cái này là end nội dung này. Cái này là end một khối này. Cái này là end phần đóng deep dòng nào. Đóng deep nd khối. Nd khối. Rồi, thế như vậy mình nhân một khối lên thì mình sẽ bắt đầu copy từ đây. Ctrl Shift D. Vài khối. Ctrl Shift D này. Mấy khối dưới nó không có ảnh. Cho nên mình xóa vài cái ảnh đi. Là khối 1 đúng không? Khối 2 thôi, khối 2 cho vài cái ảnh vào. Ảnh 4 đi, ảnh 5 đi. 6 đi. 4 này, 5 này, 6 này. Nhân cái này lên làm tiếp theo. Nhân cái một khối lên. 3 phần. Phần thứ 3 thì không có ảnh đúng không? Đấy, mình nhìn xem nó có ảnh không nhá. Phần thứ 3 thì nó, phần thứ 2 thì có ảnh. Phần thứ 3 thì tách thôi. Như vậy mình sẽ để nó là tích không. Còn 4 5 tương tự vậy. Còn chuẩn sẽ để. Cái khối đầu tiên mình sẽ để nó tên nó là about. Khối thứ hai mình để nó là news. Khối thứ ba mình để nó là contact nhỉ. Khối thứ tư mình để nó là shop nhỉ. Khối thứ năm mình để nó là map nhỉ. Bản đồ đấy. Tên nào đó. Research Community nghĩ ra một cái tên nào đó. Tại vì đây là làm demo thôi. Community. Thì bạn hiểu cách làm như nào thôi. Cái này là research hả? Như vậy. Vài cái nhỉ. Rồi. Sau đó mình bắt đầu chuyển sang cái phần là phần select. Để chuyển sang phần select thì mình sẽ inspect element. Mình sẽ làm từ trên xuống dưới trước. Từ nội dung trước này, kích vào deep nội dung, di chuột lên bài 3.css và kích dấu cộng. Cái phần css này mình sẽ làm thẳng vào video riêng nhé. Bây giờ mình làm này thì nó hơi dài quá. Đấy, đến đây là xong phần HTML rồi đấy. Đấy, tí nữa mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn làm css.